Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm cũng như là những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập chuyện của ngày hôm nay. Ngày hôm trước khi mà Duy đăng cái tập chuyện 372 là cái tập chuyện mang tên Quỷ Già Quan Mạng á. Đăng lên rồi thì Duy mới thấy rất là nhiều bạn bình luận là cái câu chuyện này có trùng với một cái câu chuyện khác ở một cái kênh khác. Đây là một cái điều rất là trùng hợp ngẫu nhiên mọi người. Đây là một cái điều hoàn toàn trùng hợp ngẫu nhiên và Duy cũng không hề biết trước được luôn. Tại vì cái anh khán giả ảnh gửi câu chuyện này á, trước đó ảnh đã gửi cho rất là nhiều kênh rồi. Cái vấn đề này thì Duy cũng thấy bình thường thôi. Chắc là tại vì người ta cũng muốn cái kênh của mình kể lại câu chuyện của người ta. Người ta cũng thừa biết câu chuyện này á đã được gửi cho kênh khác rồi. Vậy mà vẫn muốn nhiều kênh kể. Giống như là có nhiều cái trải nghiệm khi mà qua nhiều cái miệng của nhiều người kể vậy đó mà. Bởi vậy Duy biết có nhiều bạn nghe ở kênh khác rồi nghe ở kênh của Duy nữa nó bị trùng. Thành ra là nghe hai câu chuyện nó y chang à. Mọi người mất công trông ngóng mấy ngày hôm nay. Nhưng thôi dù sao khán giả người ta cũng đã có lòng gửi cho mình á, thì chắc chắn mình phải kể rồi. Coi như là Duy không hề hay biết đi. Tại vì thật lòng là Duy cũng không có theo dõi những kênh khác nữa. Duy cũng không biết là người ta đã kể trùng với mình và mình cũng kể trùng với người ta. Mà mọi người biết không, Duy dám cá với mọi người luôn. Mặc dầu đó là cùng một câu chuyện đó, nhưng qua hai cái kênh kể chuyện thì mỗi kênh sẽ có cách kể khác nhau. Bằng chứng là có kênh họ sẽ kể rất là dài, cũng có kênh kể ngắn hơn. Nó không có giống gì hết á, dù là cái nội dung nó y chang vậy đó. Cho nên thôi mọi người cứ hoan hỷ mà nghe đi ha. Với lại hơn hết cũng còn có rất là nhiều khán giả người ta chỉ theo dõi kênh của Duy thôi và người ta không hề nghe những kênh khác, cho nên người ta chưa hề biết tới câu chuyện này nó xuất hiện ở kênh khác mọi người. Thêm một điều nữa là cái câu chuyện ngày hôm trước á, nó vẫn còn một cái phần chuyện nữa liên quan tới cái sự chứng kiến của dì nụ trong cái câu chuyện đó. Bởi vậy là ngày hôm nay Duy cũng sẽ kể tiếp theo cái phần đó luôn. Cái câu chuyện sau khi mà dì nụ lấy chồng về rồi. Cái dì nụ chính là cái đứa trẻ 13-14 tuổi hồi năm đó, là cái đứa đã chứng kiến được cái vong hồn của cái bà già ăn xin chết ở ngoài cái bụi tre đó. Hôm nay là cái câu chuyện như vậy. Nếu như ai đã từng nghe cái câu chuyện cái tập chuyện trước á, thì chắc chắn mọi người cũng biết là cái dì nụ này á, bà bị vong hồn của cái bà già đó nhát, thậm chí là nắm tay rồi giả dạng má của mình á, dẫn đi ra ngoài cái bụi tre luôn. Thành ra sau cái vụ đó cho tới sau này á, thì bà dì nụ bả bị ám ảnh tâm lý rất là nặng, bị nhập vô mà, rồi nằm ly bì cả ngày trời mới tỉnh dậy. Thành ra bả rất là sợ luôn. Thời gian thì nó cũng dần trôi, cho tới cái năm 75 á, thì bà nội của dì nụ cũng bệnh rồi mất. Riêng ông ba của dì nụ á, thì ổng đi vượt biên, nhưng mà vượt biên không có thành, cho nên là nhà nước người ta mới bắt ổng lại để mà cho ổng đi cải tạo hay là cái gì đó, thì mình không có rành. Nói chung là ổng đang bị giam giữ chứ không có được về nhà. Cái câu chuyện này thì nó xảy ra hồi tháng 8 năm 78 á. Thời điểm đó thì dì nụ á, bà cũng đã lớn tuổi rồi, tới cái tuổi lấy chồng được rồi đó. Thì khi đó dì nụ có phụ tiếp má của mình đi bán rau ngoài chợ, mỗi ngày bưng rau ra ngoài để mà bán. Ngồi chỗ cái chợ này bán á, thì sát bên có một cái chị đó, chị cũng bán rau luôn. Hai chị em ngồi nè thì bắt đầu thân thiết rồi nói chuyện với nhau. Cái chị đó thì tên là chị Nữ, nhưng mình gọi là dì Nữ tại vì bà cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Sau những cái quá trình mà nói chuyện chơi chơi với nhau đó, thì dì Nữ bà mới biết được cái bà nụ này nè, hiện tại là bà chưa có chồng, cũng đã tới tuổi rồi mà sao không thấy mày có bạn trai gì trơn vậy. Không ấy, để chị giới thiệu cho mày cái thằng em bà con của tao nghe được không? Tao giới thiệu cho mày thằng đó cũng được lắm á. Dì nụ nói chung là hồi đó bà cũng chính chuyên lắm, bà cũng không có muốn có chồng liền bây giờ đâu, chỉ là ở nhà đi bán rau rồi giữ em phụ tiếp má của mình vậy thôi hà, chưa nghĩ tới chuyện đó, thành ra là không có chịu. Nhưng mà sau một hồi thuyết phục á, thì cái dì nữ đó bà mới nói mày nghe lời tao đi, cái thằng này nó được dữ lắm,
Nó là bà con bên ngoại của tao á, là giáo viên đó mày. Trời ơi, thời điểm này mà ai là giáo viên là có học thức dữ lắm. Mà nó cũng hiền khô à, nó đàng hoàng dữ lắm luôn. Bữa nào tao hẹn nó ra ngoài này nè, rồi cái hai đứa mày gặp mặt đi. Nếu được thì mày ưng, còn không được thì thôi, chứ đâu có mất mát cái giống ôn gì đâu. Thôi, thì nghe chị nữ này bà nói thì dì nụ cũng đồng ý luôn. Vài bữa sau, bà hẹn cái chú tên là Dương á, hai người mới gặp nhau dưới cái sự tái hợp của cái bà dì nữ này. Mà không biết giống như là có duyên vợ chồng từ hồi nào á, gặp nhau cái là thấy cái ông chú này thì ổng cũng hiền khô hà, nói chuyện thì cũng có duyên nữa. Bởi vậy là hai người cũng chịu luôn, rồi bắt đầu làm quen, là chuẩn bị ra mắt gia đình, định ngày đám cưới luôn rồi đó. Nhưng cho tới cái ngày mà dì nụ cùng với cái chú Dương này, hai người đi vô cái tiệm đồ cưới để mà chuẩn bị mướn đồ cưới á, thì mới nhận ra một cái hung tin. Bữa đó mới nghe mấy người trong chợ á, người ta nói là sao không thấy con nữ bữa nay ra bán rau. Qua nhà nó coi thử coi nó bị cái gì, tại vì nghe đâu là bên nhà của nó có lùm xùm dĩ bệnh á. Người ta chạy qua tới bệnh thì mới phát hiện ra bên nhà của dì nữ có một cái vụ án mạng, mà người chết chính là dì nữ. Bây giờ người ta thấy được cái xác của nó rồi kìa, nó nằm ở trong nguyên một cái bao mà nằm ở ngoài cái bờ kinh ở ngoài á. Mới vừa thấy chị nữ một hai bữa trước mà, sao kỳ vậy, cái vụ gì? Bởi vậy là hai vợ chồng mới buông bỏ luôn, chạy qua tới bên phía nhà của dì nữ á. Qua tới đó thì thấy bà con chòm xóm người ta bu quá trời bu luôn rồi, mà đâu có thấy ai, không thấy dì nữ mà cũng không thấy ông chồng của bà nữa. Tại vì nghe người ta nói á, ông chồng của bà phi tan cái thi thể của bà xong là ông cũng bỏ trốn luôn rồi. Còn riêng cái dì nữ này bây giờ á, thân xác không có được toàn thây nữa, nằm ở trong một cái bao á, mà cái thi thể bị cắt, bị chẻ ra từng phần gì đây nè. Nghe mấy cô mấy bác trong xóm á, người ta nói là tao có nghe vợ chồng của nó cãi lộn, đánh lộn gì ầm ầm bên này đây nè. Rồi cái tới chiều cái thấy im ru à, vợ chồng của nó không có trong nhà. Rồi tại sao bữa nay ra cái nông nổi như vậy? Rồi sao mà thằng chồng nó ác dữ vậy? Trời trời, nằm trong cái bao mà bây giờ cái bao nó phình lên gì đây nè. Thành ra là phía bên chánh quyền á, người ta mới vô khám nghiệm hiện trường, rồi bắt đầu gói cái thi thể của cổ lại, đem đi đâu thì không biết, chừng nào mà xong á thì người ta mới trả về cho nhà để mà làm đám ma. Đại loại cái vụ án nó là như vậy. Rồi sau khi mà người ta khám nghiệm hiện trường xong, người ta cũng trả cái xác cho nhà làm đám ma. Trong cái bữa làm đám ma đó thì dì nụ cũng đi qua để mà chia buồn luôn. Qua tới đó mới nghe ba má của dì nữ nói lại là trời ơi, nó mang trong mình cái bầu song thai, hai đứa con trong bụng của nó đó, mà bây giờ nó chết rồi á, thì có phải là một xác mà ba mạng không? Dì nụ bà nghe người nhà người ta nói tới đó thôi là bà nổi da gà hết. Tại vì bà cũng chưa có để ý tới cái chuyện là chị nữ bà đang mang bầu, mà mang cái bầu song thai nữa. Bởi vậy bà nói nghe, chắc là còn mang thai á, chết linh dữ lắm luôn. Trong cái đám ma đó, đốt đèn cầy ở cái đầu hòm với là đốt nhang đó ha, mặc dầu trời đứng gió, không có miếng gió gì hết trơn á, mà cứ hễ đốt lên là nhang nó tắt, giống như là có ai đứng mà thổi cái cây nhang, không cho cây nhang nó cháy, thậm chí là đèn cầy cũng tắt luôn. Cái đám ma những năm 70s 80s thì mọi người cũng biết mà, đèn dầu nó le lắc gì nè, nó đâu phải như đám ma bây giờ mà sáng sủa đâu. Thành ra cái cảnh tượng nó cũng kinh dị mà nó ớn dữ lắm. Cho nên hỏi han đôi chút á thì dì nụ với lại chồng sắp cưới của mình á, hai người cũng đi về. Ngay trong đêm đó luôn, khi mà bà dì nụ này bà nằm ngủ á, thì bà thấy một cái cảnh tượng như thế này. Bà thấy chị nữ á, là cái chị mà mới vừa bị chồng giết chết đó, cái chị nữ bà đứng ngay trước cửa nhà của mình. Cái cửa nhà thì mở từ hồi nào rồi không có hay. Cái vía là bà đang nằm trong giường, bà thấy chị nữ đứng ngoài trước cửa đó, đứng nhưng mà không có cái đầu, đang cầm trên tay cái đậu lủng lẳng vậy nè, mà máu me nó đổ cả đợp 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 xuống dưới đất vậy đó. Nụ ơi, nụ, nụ ơi, nụ, nụ, nụ ơi, tao chết rồi nụ, nụ, nụ ơi, tao chết, nó giết tao chết rồi nụ, tao chết, nó giết tao chết. Bây giờ cái đầu của tao lìa ra, cái đầu của tao lìa. Mày thấy tao cầm cái đầu của tao không nụ? Thấy tao cầm cái đầu. Trong khi đó, dì nụ bả biết được bả đang thấy ma luôn, tại vì bả vẫn còn biết á là cái chị nữ này á, bả chết rồi mà, bả đâu còn sống nữa đâu. Vậy đó mà không có dùng dãy gì được hết, cứng đơ cứng ngắc gì đây nè, ôm cái đầu mà đứng rên hoài, rên ngay trước cửa nhà vậy đó. Bà đâu có làm gì được, dùng dãy ráng cố gắng một hồi thì bà mở mắt ra. Mở ra đâu thấy gì đâu, hồi nãy giờ là mơ thôi, nhưng mà cảm giác nó thiệt dữ lắm, rất là sợ luôn, nhưng bà chưa có dám nói với ai hết trơn á. Vậy đó mà cái giấc mơ này nó cứ liên tiếp nó diễn ra hoài,
3-4 ngày trời luôn. Thì lúc đó dì nụ bà mới nói cho má của bà nghe, kể cho mọi người trong nhà nghe hết, nói là con thấy chị nữ bà về bà nhát con vậy đó. Bà đứng mà bà cầm cái đầu của bà vậy nè, cần cổ không mà cái đầu xuất ra rồi. Ở nhà hay tin dì nụ bị ma nhát vậy đó, thì cái chú Dương là chồng sắp cưới của dì nụ á, mới chở dì nụ đi tới miếu bà Thánh, là cái miếu mà hồi lúc còn nhỏ ở nhà đã từng chở dì nụ đi để mà gỡ cái vong hồn của cái bà già ăn xin ở tập chuyện trước đó. Qua tới đó thì mới hay tin đó làm cái bà thầy hồi đó mà đã gỡ ra giùm cho dì á, hiện tại bà đang bị bệnh rồi, bà lên máu hay là bị cái gì đó, nói chung là chở đi nhà thương rồi, tại vì hiện tại bà cũng đã lớn tuổi, bà không có trong cái miếu này. Hiện tại cái người giữ miếu chính là một cái người cháu ruột hay là con gì của bà đó, cái cô đó cũng trạc tuổi dì nụ luôn. Thôi thì bây giờ không có bà thầy ở nhà, cái cô gái này làm cũng được, đâu có làm gì nhiều đâu, chỉ là dẫn dì nụ vô tới cái chỗ chánh điện đó, rồi ngồi xuống thành tâm. Cổ làm gì thì dì nụ cũng không có biết, nhưng mà sau đó dì nụ cũng phải kể lại đầu đuôi cái giấc mơ cho cái cô gái này cổ biết luôn. Khi mà kể xong thì cô gái mới đi vô trong phía sau của cái điện á, đem ra cho dì nụ một cái tờ lá bùa. Cái lá bùa này nó không phải màu vàng, nó màu cam cam đậm đậm gì nè, kêu đem về dán ngay cái cửa nhà đó thì sẽ không có gì đâu, nói chung là cũng chưa có gì to tát hết trơn á, cứ đi về đi. Đúng thiệt, về nhà thì dì nụ cũng không còn nằm chiêm bao thấy cái chị nữ đó về nhát mình nữa, không thấy luôn. Cho tới khoảng một tháng sau, thì cái tháng đó cũng là cái tháng tổ chức đám cưới của dì nụ với lại cái chú Dương này. Bữa đó sau khi mà tổ chức đãi ăn bên đàn gái xong rồi thì người ta mới đưa dâu, đưa dì nụ về nhà chồng là nhà của chú Dương, tiếp tục đãi ăn ở bển nguyên một ngày dài luôn. Cho tới chiều tối thì dì nụ bà mệt dữ lắm rồi, không thể nào mà rửa chén rửa bát gì nhiều nổi luôn á. Thành ra là chú Dương mới nói thôi mấy người con đi vô trong buồng nằm nghỉ đi, rồi có gì á để sáng ngày mai làm cũng được, ngủ đi em. Đó thì bởi vậy dì nụ bà mới xách đồ bà đi tắm, còn riêng chú Dương còn ngồi nhậu nhẹt nói chuyện phía ngoài á, tối mới vô ngủ sau. Cái nhà tắm này thì cũng kiểu dừng ba cái miếng vải tạm bợ này nọ thôi à, nó nằm ở phía sau của cái nhà. Lúc mà dì nụ bà đang tắm, bà mới vừa xối nước gì nè, thì bà mới nghe có vài cái tiếng khóc. Lắng nghe thiệt là kỹ á, thì bà thấy nó có cái tiếng khóc của con nít với lại tiếng khóc của đàn bà nữa, kiểu như là ai mà đang đi tự ngoài giường đi vô nhà mình mà vừa đi vừa khóc vậy đó. Cứ khóc vậy hoài luôn, mà 2-3 tiếng con nít nha, rồi thêm một cái tiếng khóc của đàn bà nữa. Bà nghe rõ ràng vậy mà, thành ra xối ào ào 1-2 ca cái thay đồ lại lẹ vô trong phòng. Tự nhiên cái chú Dương ổng mới thấy sao mà con vợ mình nó hớt hải dữ vậy, ổng mới hỏi. Tuy nhiên dì nụ bà không có dám trả lời, tại vì mình mới về nhà chồng bữa đầu, mà nhà chồng mình á là nhà gia giáo, nhà người ta là giáo viên nữa, mình đâu có dám nói ba cái chuyện ma quỷ này, rủi người ta không tin cái người ta có ác cảm về bản thân của mình nữa sao. Thôi thì vợ chồng cũng tranh thủ đi ngủ luôn. Đó là những cái chuyện nhỏ nhặt mà dì bị nhát xương xương ở phía bên nhà của dì cũng như là nhà chồng của dì thôi. Thiệt ra là dì cũng không có phải là thấy nhiều gì đâu, nhưng mà mỗi lần dì về bên nhà má ruột của dì á, thì dì có nghe chòm xóm bên đó người ta mới đồn đại với nhau. Người ta nói kể từ khi út nữ bị chồng nó giết chết á, đâu có ai mà dám đi ngang cái nhà của nó nữa, tại vì bây giờ nhà cũng đâu còn ai, con cái thì chưa có đẻ ra, mà thằng chồng á thì bị còng đầu rồi. Họ hàng bà con nhiều khi người ta còn không dám tới luôn á, là tại vì nó nhát người ta quá nhiều, nó linh dữ lắm. Cứ hễ mà đi ngang nhà nó, bất kể ban ngày ban đêm gì không biết, lâu lâu nếu mà ai hợp với nó, thấy nó đứng thụ lù ngay trước nhà của nó đó, mà không có cái đầu, cầm cái đầu trên cái tay vậy nè, mà hai đứa con nít nó đu đeo trên cổ của nó vậy đó, là con của nó chứ ai. Bởi vậy là ít ai mà dám đi ngang cái nhà của nó dữ lắm. Tại vì nghe người ta nói á, sau một thời gian cái nhà này bỏ hoang, thì chính quyền người ta mới hỏi anh em ruột của cái ông chồng của dì nữ này nè, chính là ông Sơn đó, thì hỏi coi bên nhà ông Sơn còn anh em ruột không. Đúng thiệt, còn một cái người em ruột nữa, tên là ông Tý. Thì cái ông Tý đó, ổng cũng có cái nguyện vọng là muốn được về ở cái nhà này. Tại vì á, hồi trước tới giờ vợ chồng của ông nội Tý này á, đâu có giàu như là vợ chồng của ông Sơn đâu, không có biết làm ăn gì hết, chỉ là rượu chè nhậu nhẹt thôi hà, cho nên là cứ ở cái nhà lá sụp xuệ vậy đó. Bây giờ
Nhân cái cơ hội là vợ chồng của thằng anh mình á, nó ly tán hết rồi, không có ai ở trong cái nhà đó nữa, thì vợ chồng mình về ở đi, dù sao cũng là anh ruột mà. Chính quyền người ta đồng ý liền. Đó, thì bởi vậy là vợ chồng của ông Tý này mới về cái nhà quan đó mà ở. Theo lẽ như người ta, nghe bà con dòng họ chòm xóm người ta đồn vậy á, mình phải sợ, mình bỏ, mình chạy mới đúng, đúng không? Còn riêng vợ chồng của ông Tý là không có sợ nha. Chỉ muốn là vô cái nhà này ở thôi, chứ còn cái chuyện ma quỷ là tao chưa bao giờ tao thấy. Thành ra đứa nào nói tao cũng không tin hết. Bên chính quyền người ta cho ở một cái rụp, là hai vợ chồng dọn đồ ở liền. Đâu có cúng kiến hay là đâu có kêu thầy bà gì tới để mà coi coi nếu mà vong hồn của chị mình chưa có đi á thì siêu độ cho bả hay gì đó, thì không, không bao giờ đâu. Về là ở thôi. Mà ở kiểu như là bài bữa, đâu có được gọn ghẽ như là hồi cái thời mà dì nữ bà còn sống đâu. Khi mà hai vợ chồng của ông Tý này chuyển về đây ở á, thì một hai tháng đầu không thấy gì lạ hết, bình thường à. Có điều là bà con chòm xóm người ta ít có chơi với cái nhà này, là tại vì ổng cứ rượu chè hoài. Mặt mày thì bậm trợn mà chữ thề nó tục cái mỏ hổn dữ lắm, người ta cũng ít có dám động tới ổng nữa. Lâu lâu hai vợ chồng ngồi ăn cơm á thì mới nghe mấy đứa nhỏ hoặc là mấy cái bà trong xóm đi ngang là ma, ma, ý là nói nhà ổng có ma, rồi người ta chạy. Cũng bực lắm nhưng mà không có biết là thằng nào con nào mà nói nhà tao có ma nói hoài vậy. Nhưng thôi, cũng kệ cha nó đi, miễn sao tao ở tao không thấy được rồi. Tưởng vậy là im rồi, nhưng mà chắc khoảng hơn 2 tháng trời rồi. Cái bữa chiều ngày hôm đó vợ chồng ăn cơm xong, bà vợ bà mới ngồi bà rửa chén vậy nè. Ổng thì ổng xách đồ ổng đi tắm, tắm xong ổng còn kèo nhậu đằng xóm nữa. Ổng đang đứng xối nước tắm vậy đó, thì ổng mới nghe giống như là có ai mà cầm cục đá chọi thẳng vô cái cửa nhà tắm ổng cái rầm vậy đó nè. Cái cửa kiểu như là cái cửa bằng thiết á, nó kêu lớn dữ lắm. Bởi vì là ổng chửi bà vợ của ổng á, nó mày mày làm gì vậy? Mày làm gì tao đang tắm mày chọi đá vô nhà tắm tao mày? Bà nói mày khùng hả mày? Mày tắm lẹ mày còn đi nhậu nữa kìa, ai mà quậy phá vậy mày, tao đang rửa chén với bọn mày. Vợ mình thì nó không làm, cho nên là ổng cứ nghĩ mấy cái đứa con nít quỷ trong xóm này á nó chọc mình chứ không có ai hết á. Cái thôi ổng cũng tắm tiếp. Tới khúc mà ổng chuẩn bị mặc đồ vô rồi đó, ổng lại nghe một cái tiếng chọi đá nữa, chọi một cái hình vô cái cửa của ổng vậy đó nha. Chọi mà hả thiếu điều á, muốn thụng cái cửa vô vậy đó. Ổng mới mở cửa ra liền luôn. Thì ổng đâu có thấy ai, tại vì trước mặt của ổng chỉ là nguyên cái miếng giường phía sau hè thôi à, nó tối hù tối mịt rồi. Ổng mới nói cái lùng mé nó làm gì mà đứa nào mà quậy tao hoài chạy, không để yên cho tao tắm nữa, còn con nhỏ này không thấy rửa chén rồi ra mất tiêu rồi, để cho ba cái đứa con nít vô quậy nhà tao hoài vậy đó hả? Cái ông này thì cái mỏ ổng nó hổn bóp chát dữ lắm, gặp ai cũng chửi hết, ai cũng phan cũng chửi, trời ơi, thậm chí ha vợ ổng còn chửi như con vậy đó, chửi vậy đó chứ không có nghe ai trả lời đi trả lời lại gì hết. Còn vợ mình nó cũng đã mất tiêu luôn, nó bỏ ra nhà trước gì đó thì không có hay. Trước mắt của ổng chỉ là một cái màu nó chạng vạng tối thôi, nó không phải là sáng gì hết trơn á. Ổng chỉ thấy mờ mờ hà, tính là bỏ đi vô nhà rồi, nhưng mà không biết nha, một cái rất là nhanh, tự nhiên là có cái gì á nó bay là nguyên một cục đen thù lùi gì nè, y chang như là có ai cột sẵn đậu trên cây á, rồi nó bay là tới cái chỗ của ổng vậy nè, nó đụng vô cái tay của ổng cái kịch vậy đó. Theo như cái phản xạ thì ổng phải mở cái tay ra ổng chụp thử coi cái gì. Thì trời đất ơi, ổng chụp ngay chăng một cái đầu tóc, đó là một cái đầu người, giống như là mình cầm cái đầu của Commander Khan vậy đó, nhưng đây là cái đầu thiệt, thành ra là nó nặng hơn cái đầu Commander Khan nhiều lắm. Nó lủng la lủng lẳng trên tay của ổng vậy nè, mà do ổng quảng quá ổng chưa kịp buông xuống đất nữa, cái ổng mới thấy là cái đầu này giống như là nó bị rã bèn rồi, nó thu quắc thu ình vậy đó. Nhìn thì không biết cái đó là đầu của ai, nhưng cái miệng trong cái đầu này nó mở miệng ra nó hỏi á, mày biết tao không Tý? Tao là chị dâu của mày nè Tý, biết tao không? Tao nè, nữ nè. Bà mở miệng bà nói thì đây là cái đầu của bà chị nữ, là chị của mình chứ ai. Hồn vía ổng lên mây hết rồi, nhưng ổng đã sực nhớ lại trên tay của ổng đang cầm cái đầu. Ổng cầm cái đầu ổng giục xuống đất cái bóp gì nè, nó nằm lăn y chang như trái dừa khô mà mình thảy xuống đất vậy đó. Ổng bỏ vô nhà mà ổng đái trong quần hồi nào không hay. Quảng hồn quá rồi, không có đi nhậu nhẹt gì nữa hết á. Vô tới trong buồng thì thấy là con vợ mình đang nằm trùm mền ngủ ở trống. Thành ra là ổng leo lên giường luôn, ôm cứng ngắc vậy đây nè. Cái bà mới quay qua bà hỏi mày làm gì Tý, sao mày không đi nhậu đi? Ổng nói trời đất ơi, tao mới vừa tắm ra tao bị nhát mày ơi. Tao thấy cái đầu của bà nữ á, cái đầu của bà cứ toàn tay vậy nè, nó bay tới cái tay của tao cái tao chụp được cái đầu của bà. Trời đất ơi, bà nói thẳng với tao luôn á, bà hỏi tao á, bà có đẹp không? Tao muốn đái trong buồng luôn vậy đó. Trời ơi, tao không tin là thiệt luôn á Huệ. Cái bà Huệ này thì cũng 1 9 1 10 với ổng à.
bà không có tin. Tại vì hồi đó vì bà không có bị nhát. Bà nói mày rờ lửa cái trán mày coi. Mày nhậu từ sáng tới chiều bây giờ mày điên rồi hả? Tao ở đây mấy tháng trời tao chưa bao giờ thấy bà luôn á. Mày làm gì mày thấy bà được? Bà chết rồi, bà đi mất tiêu rồi, mày không thấy bà được đâu. Theo lẽ như ngày bình thường á, chắc là hai vợ chồng đã cãi lộn sanh tử lửa rồi đó. Nhưng mà do ổng im, ổng không nói gì nữa, ổng chỉ nằm vậy thôi à. Bà nằm bà mới thấy cái mùi khai khai. Thì bà rờ bà thấy cái đáy quần ướt nhẹp, bà nói mày làm gì à? Mày đáy quần hả? Ông nói tao nói rồi mày không tin tao thôi chứ. Tao sợ tới nỗi mặn vậy luôn á. Cái bà mới kêu cha nội đi thay cái quần giùm cái đi rồi vô ngủ. Mà ổng không dám đi nha. Một cái người mà hung hăng như ổng vậy đó còn không dám đi ra tới nhà sau của mình nữa thì chắc của bà cũng biết rồi. Bà nói không lẽ mày thấy thiệt hả? Tao chưa có thấy bà bao giờ hết. Không lẽ bây giờ bà nhát mày? Rồi giờ sao? Ổng cứ nằm ở đó hoài không có chịu đi thì bà cũng bấm bụng bà đi ra. Bà lấy cái thau nước bà lau mình cho ổng rồi ở nhà ngủ luôn. Chứ nhậu nhẹt gì giờ này nữa. Rồi cái hai vợ chồng mới ngủ tiếp. Cho tới buổi sáng bà lờm cờm bà ngồi dậy thì bà thấy là ổng đang nằm co ro phía trong. Ổng đã thức dậy từ hồi nào mà ổng không có dám bước xuống. Bà mới hỏi vụ gì mày? Mày làm gì mày không ngủ nghe đi, mày làm gì mày nằm đây mày mở mắt trao tráo nhìn thấy ớn vậy? Ổng mới kể lại cho bà nghe vậy. Ổng nói hồi nguyên đêm qua tao đâu có ngủ được đâu. Mày ngủ say như chết luôn, tao kêu mày không có được. Tại vì hả, tao thấy mày ngủ ngon quá tao cũng không dám kêu mày nữa. Đang ngủ tới nửa đêm mà thì tao mới nghe cái gì mà sột sẹt phía ngoài cái mông á. Tao nhìn ra thì tao thấy là có cái bóng của cái bà đàn bà mà không có cái đầu. Tao nhìn tao biết cái đó là dáng của cái bà nữ luôn á. Tao biết luôn á, tao biết là bà luôn. Trời ơi mày biết sao không? Bà cầm cái đầu trên tay bà gì nè. Bà đi sát sát lại cái mùng của tao với mày á. Thì tao thấy có hai đứa con nít. Nó nhỏ xíu thôi. Mỗi đứa nó đu bên hai phía bên vai của bà. Nó ôm cái cổ bà gì đây nè. Mà tao quảng quá tao đâu có la làng được. Mày biết tao đang bị ma đè mà. Tao không có khiều mày được luôn. Tao thấy bà từ từ bà đi tới cái mùng của mình á. Một tay thì bà dở cái mùng mình lên. Một tay thì bà đưa cái đầu của bà. Cầm gì nè mà bà đưa cái đầu của bà vô trong cái chỗ của mày nằm á. Kế bên mày luôn. Để bà coi coi tao với mày ngủ sao. Mà tao đang mở mắt rau tráo mà. Hai đứa nhỏ nó biết tao thấy nó rồi. Thành ra nó cũng nhìn tao luôn. Con mắt của nó đỏ ngầu đỏ ké vậy nè. Tao nói mày hả, bà nghiến răng kẹo rẹo luôn. Cái đầu của bà nó nghiến á. Chứ cái đầu bà đâu có dính cổ nữa đâu. Tao đâu có biết làm gì. Bà nghiến một hồi cái bà ngưng. Tao mới giả bộ tao trở mình. Khi mà tao trở mình rồi thì tao nghe im luôn à. Bắt đầu tao quay tao trở mình ngược lại. Thì tao không thấy bà ngoài mùng nữa. Trời đất ơi mày biết tao tá quả luôn. Tao nằm ngay ra nhà. Tao nhìn thẳng lên cái nóc mùng của mình. Chỗ mà tao đang nằm ngủ á. Bà với hai đứa nhỏ đang nằm trên cái nóc mùng của mình á. Mà đưa cái mặt nhìn xuống cái chỗ hai vợ chồng mình nằm vậy đây nè. Tao nói mày rồi nha. Tao thấy bà nhát tao rồi đó. Giống như là bà không muốn cho tao với mày ở cái nhà này nữa. Thôi bây giờ không ấy. Tao với mày bán nhà đi. Rồi về nhà cũ của mình ở. Bà vợ bà đâu có chịu. Bà nói mày thấy tôi chứ tao đâu có thấy. Không chừng mày bị quán gà đó. Tao chưa có tin đâu tao nói thiệt. Bây giờ nè. Tao không bán. Mày về nhà cũ mày ở đi. Mày cứ nhậu nhẹt gì đó thì mày ở. Bữa nào tao rảnh thì tao về tao chơi với mày. Còn cái nhà này tao không bán đâu. Trời ơi cái nhà này ở ngon gần chết luôn. Tự nhiên cái bán mày bị khùng hả? Hai vợ chồng cũng cãi lộn. Lời qua tiếng lại một hồi đó thì ông mới bỏ đi. Ông guộng đổ ông đi nhưng mà ông không có về nhà cũ nha. Ghé nhà mấy thằng bợm nhậu của ông đó. Lây lất rồi ở bển. Còn riêng bà vẫn ở lì trong cái nhà này. Tại vì thiệt ra là bà chưa thấy, bà chưa sợ. Nguyên một ngày bà đâu có ở nhà bao nhiêu. Ban ngày hả là lết đít đi qua nhà của mấy bà trong xóm á, đánh bài tứ sắc không à. Mấy bà cũng đồn cái nhà của bà có ma. Làng út nữ á, chị em bạn dâu với mày đó. Mày không thấy nó về nó nhát mày sao? Bà nghe thì bà cũng tức. Tại vì bà không có muốn ai đồn đại về cái nhà của mình hết. Nhưng do đây là những cái ta đánh bài tứ sắc với mình, bà cũng im mà bỏ qua luôn. Cái trước mắt là cứ chơi cho đã cái thèm đi. Kệ ai nói gì nói. Bởi vậy là cũng ngay trong cái bữa ông Tý nè, ông dọn đồ qua nhà của mấy thằng bợm nhậu bạn của ông ở đó, thì bà ở nhà mình anh bà cũng buồn. Cho nên là bà mới rủ mấy cái bà trong xóm á, mấy cái bà mà hay chơi bà tứ sắc với bà đó, qua đây, qua cái nhà của bà chơi đi, để mà đỡ có bị hiu hắt. Bà rủ người ta qua thì người ta cũng qua. 4-5 bà tụm 5-7 lợi để mà chơi bà tứ sắc đó nha. Hồi đầu thì tính vô nhà, nhưng mà mấy cái bà kia thì hơi rén. Tại vì cái nhà mới vừa có án mạng nó ớn nó không có dám vô. Cái người ta cũng nói khéo thôi. Thôi ra ngoài chơi đi cho nó mát. Ừ thì bà cũng sắp xếp. Ra ngoài cái chõng tre phía trước nhà của bà đó. Có nguyên cái lùm cây trứng cá gì nè. Nó mát lắm thôi ra ngoài chơi. Ngồi nguyên một vòng vậy nè. Đang chơi tập trung cao độ mà. Từ sáng cho tới gần buổi chiều tối luôn rồi.
ngồi chơi vậy đó. Thì trong đó có cái bà Chính Hạnh. Bà Chính Hạnh này bà ngồi cái hướng là bà đâu cái lưng ra ngoài cửa, nhưng mà bà dây cái mặt của bà đó là nhìn thẳng vô cái nhà của vợ ông Tý luôn. Chơi từ sáng tới chiều thì bà Chính Hạnh này bà ăn nhiều nhất nha, bà thắng hoài luôn, ăn tiền mà. Chơi xong cái ván đó rồi cái bà thắng, bà mới nhét nhét tiền của bà vô túi á. Bà đang nhét tiền xong rồi cái bà vô tình bà đưa con mắt bà nhìn vô cái hướng trong nhà. Trong cái nhà đó hiện tại đâu có ai, gom ra ngoài trước chơi hết rồi. Bà nhìn vô đó cái tự nhiên bà bị đứng hình liền, không biết bà thấy cái gì. Thành ra là nguyên một cái nhóm đàn bà nó mới hỏi: ê bà Chính, bà thấy gì vậy? Bà nhìn như trống gì? Chơi tiếp rồi bà nội. Bà thay đổi sắc mặt 180 độ luôn, bà buông cái sắp bài xuống nhà, bà không có chơi nữa, giống như là cái mặt bà tái đi vậy đó. Bà không còn dám ngồi đó nữa, tự nhiên bà lết lết vậy nè, bà lùi lùi ra, bà muốn đứng vậy rồi. Thế như vậy thì cái bà hai đậu ngồi kế bên á, bà mới lôi bà ngồi xuống: bà làm gì vậy? Đang chơi gây cấn hồi hộp mà tự nhiên bà đứng bà bị khùng hả? Hỏi bà bị cái gì thì bà cũng không có trả lời nữa. Cái tự nhiên một hồi cái bà mới ghé vô cái lỗ tai của bà đậu, bà nói: ê, tao thấy có hai đứa nhỏ nít á, nó đang đi trên nóc nhà của vợ ông Tý kìa. Bà nói nhỏ nghe nhưng mà cũng tới tai được bà Huệ, vợ ông Tý là bà chủ nhà đó. Mấy bà kia cũng chân hững vậy nè: thiệt không bà cố? Thiệt không? Tôi nhìn thấy đâu có ai đâu, có gì đâu, chơi tiếp đi. Giọng thứ ghiền bài mà. Nhưng mà thấy sao mà cái mặt của bà xanh quá, chắc là bà thấy thiệt đây nè. Thành ra là mấy cái bà kia mấy bà cũng rén, nhưng mà riêng vợ của ông Tý á, bà cũng bình thường, bà nói: Ê, giả bộ ha, giả bộ thấy mà thấy quỷ cái sủ quẻ đúng không? Hồi nãy giờ nguyên cái sòng bài này mình ăn bà ăn đó. Bà cứ nghĩ đâu người ta ăn tiền, người ta diện cớ thấy mà thấy quỷ cái chuồn đi về, không muốn chơi tiếp. Nhưng mấy cái bà kia là người ta tin cái bà này nha. Đó, người ta biết là cái nhà này có ma có quỷ. Tại vì sao cái vụ án mạng này á, bà nữ bà linh dữ lắm mà. Cây ai cũng nhìn nhau vậy nè: Thôi vậy thôi tôi về, xù đi bà ơi, xù kẹo này đi về nấu cơm nó nước cho ổng ăn nữa, chứ giờ này cũng chịu tối rồi, chơi từ sáng tới giờ chưa mệt hả? Cây mạnh ai cũng lãng lãng cái xong cây về luôn. Mình ơn bà ngồi ở đây bà dọn dẹp cái bộ bài này. Bà vẫn chưa tin, bà nói mấy bà nội này giả bộ nói gì đó cái đi về ha, ăn tiền của tôi ha, kiểu vậy đó, chứ không có nghĩ là có ma có quỷ trong nhà của mình đâu. Giờ đó thì cũng chập choạng tối rồi, đâu có ai ở nhà mình. Ông chồng thì ổng đi nhậu quắc cần câu bên nhà của ông bạn ổng rồi, chắc là tối nay cũng về đó, chứ đâu có bỏ nhà bỏ cửa được. Thôi thì buồn quá đi, bà mới cầm cái đèn dầu, bà đi qua nhà của bà Mười á, bà Mười bán quán nước, qua tới bên đó để mà nói chuyện chơi thôi, ngồi uống nước vậy đó mà. Lúc đó thì cũng có vợ chồng dì Nụ ngồi đó nữa. Chính vì bà qua tới đây, bà kể cho bà con chòm sớm nghe, rồi kể cho vợ chồng dì Nụ nghe luôn. Thành ra là dì Nụ mới biết được những câu chuyện này. Bà ngồi đó, bà nói chuyện, bà tám đâu chắc tầm khoảng 9-10 giờ luôn rồi. Cái tiệm của bà Mười là người ta đóng cửa, thành ra là bà cũng phải đi về nhà. Giờ đó thì ông chồng của bà ông cũng chưa có về nữa, chắc là bữa nào ông không về luôn rồi. Bà xách cái đèn dầu, bà soi bà đi vậy nè. Bà gần tới nhà rồi, còn mấy chục mét nữa tới nhà hà. Bà đang đi vậy đó thì hình như bà thấy là trên nóc cái nhà của bà đó có ai mà cứ nhảy lò cò nhảy thủng trên nóc nhà bà. Mà cái dáng người này á chính là cái người lớn chứ phải là con nít nha. Bà nói chết mẹ rồi, ăn trộm á trời. Bà gan dữ lắm, bà nói: ê, làm mày chạy nóc nhà tao dậy xuống mày. Bà này bà gan lắm, bà không sợ ai hết á. Đó, bà mới chạy thiệt nhanh về nhà của bà. Khi bà chạy tới nhà rồi thì bà thấy là hình như cái bóng người này nhảy phóc xuống đất rồi, không còn trên nóc nhà của bà nữa. Tuy nhiên khi bà chuẩn bị cầm cái chìa khóa bà mở cửa nhà của bà đó, thì bà thấy là cái ổ khóa nhà của bà đã được mở ra rồi, giống như có ai đã mở cửa của bà ra vậy đó. Bà nói: ủa chết mẹ rồi, ăn trộm vô nhà mà thấy gì trời, sao mà cái cửa không có khóa? Hồi trước đó đó bà đi qua nhà bà Mười là bà đã khóa cửa rồi, cái chìa khóa cũng còn trong túi của bà mà. Vô nhà lục lọi có mất cái gì không thì không có mất một cái gì hết trơn á. Cứ đợi một tí chồng mình về hoài mà ổng đâu có chịu về, ổng sợ ổng đâu có về đâu. Cái bà cũng đóng cửa bà đi ngủ luôn. Nằm vậy đó chứ khó ngủ dữ lắm, tại vì không có chồng mình kế bên. Bà đang nằm ngủ ha, thì y chang như ổng nữa, bà nghe cái tiếng đi cà lập vậy đó. Bà mở mắt ra thì bà thấy một cái bóng người đàn bà đứng ngoài cái vách mùng á, mà cầm cái đầu trên tay vậy nè, hai đứa nhỏ thì đu lên cổ, y chang ông chồng của bà thấy luôn. Bà đâu cử động được, thì bà chỉ biết là niệm Phật thôi. Nam mô A Di Phật. Niệm hoài mà thấy hoài, đứng ở đó đâu có mất tiêu đâu. Bà ráng bà nhắm mắt vậy nè. Một hồi mở mắt ra thì bà thấy là ba mẹ con của cái người này nè
nằm trên cái nóc mùng của bà rồi, mà đưa con mắt nhìn xuống vậy đây nè. Trời ơi, thiếu điều á, cái máu trên đó nó muốn nhiễu xuống cái người của bà vậy đó. Tại vì cái đầu bà cầm cái bên, chứ bà không có gắn cái đầu của bà vô. Cái đầu thì nó rên, còn hai đứa nhỏ nằm kế bên nó cứ cười hoài, cười khúc ca khúc khích gì nè. Cái bắt đầu bả mới nghe cái đầu kế bên cái mình á, cái đầu nó nói chứ không phải cái mình nó nói. Quê, vô nhà của chị ở rồi, chị đâu có nói gì đâu mà sao nằm lên cái giường của mẹ con chị luôn vậy Quê? Ý là trách tại sao bà nằm trên cái giường ngủ của tao đó. Bà Quê này bà sợ quá, bà nằm bà xỉu luôn hồi nào không hay. Tới buổi sáng bà mở mắt bà thức dậy là bà mở cửa bà tọt ra liền. Bà nói người ta hồi tối hôm qua bà nữ bà về bà nhát tôi. Bà về hả, cái đầu của bà lìa ra bà cầm cho tay vậy nè. Bữa nay tôi mới thấy bà luôn đó. Lúc đó thì mấy bà trong xóm mấy bà cũng nghe. Mấy bà mới khuyên thôi, tao thấy hai vợ chồng của bay á, về nhà cũ ở đi, đừng có ở cái nhà này nữa. Đã nó không muốn cho ở cái nhà của nó rồi mà cũng cố tình lì ở đây hả, nó chết oan chết ức thì nó còn ở đây, chứ nó chưa có đi được đâu. Thôi thì hai vợ chồng cũng về nhà cũ luôn, đâu có dám ở cái nhà này. Lại một lần nữa, cái nhà đóng cửa im ỉm bỏ hoang. Bà con chòm sớm mà đi ngang thôi là không còn nghe khóc nữa, mà nghe hát ru. Ru cho hai đứa con nó ngủ là tại vì trước khi bà chết, hai đứa con của bà cũng còn nhỏ dữ lắm, chưa được đẻ ra đời nữa mà. Cho tới vài năm sau thì dì nụ cũng được nghe người ta kể. Cái lúc mà cơ quan điều tra người ta hỏi cái ông chồng của dì nữ này tại sao mà lại ra tay sát hại vợ mình một cách tàn độc như vậy á, thì ổng mới khai hồi đó, lúc mà ổng đi nhậu trên tỉnh á, ổng đi lên đó, ổng có quen với một cái con nhỏ này. Con nhỏ đó nói thẳng ra là nó làm gái. Ổng mê nó dữ lắm luôn. Rồi cái hai người mới ân ái tình tứ với nhau, mà giấu vợ mình ở nhà là dì nữ á. Dì nữ bắt đầu có biết, cứ sống như vợ chồng hạnh phúc bình thường thôi. Lúc đó thì dì nữ bà cũng đã có bầu rồi, cái bụng cũng hơi bự bự rồi đó. Nhưng mà bà chưa có biết mình có mấy đứa con nha. Tại vì hồi đó chắc cũng đâu có siêu âm như bây giờ. Tới lúc mà bà chết rồi đó, người ta khám nghiệm tử thi thì mới biết ra bà có hai đứa con trong bụng. Hồi đầu là không biết, nhưng mà lâu lâu á, nghe mấy chị trong xóm người ta mới đồn. Người ta nói tao lên thị xã, tao thấy thằng chồng của mày á, cặp kè với con nhỏ nào đó, nghe mày coi chừng đi, nó quen bồ rồi đó. Nhưng dì nữ không có tin. Dì nữ bà cứ nghĩ đâu là chắc là người ta nhìn lộn hay gì đó. Tại vì thằng chồng mình đàng hoàng dữ lắm luôn. Bà cứ bình thường à, cứ nấu cơm nấu nước cho chồng của mình ăn, rồi đi buôn bán vậy thôi. Cho tới một cái bữa, đang lui cua nấu cơm vậy đó, thì mới thấy một cái con nhỏ rồi đó, nó cũng trẻ đẹp lắm, đứng ngoài cửa trước á, nó mới kêu tên của thằng chồng mình. Cái dì nữ mới ra hỏi coi kiếm ai, cưng kiếm ai. Thì cái cô gái mới nói là em kiếm anh Sơn. Có anh Sơn ở nhà không chị? Thì anh Sơn là chồng của dì nữ. Cái dì nữ mới hỏi là ủa cưng kiếm chồng chị có gì không? Cô mới nói là anh Sơn rủ em tới đây chơi, tại vì đây là nhà của ảnh nè, tại vì hai đứa em cũng quen nhau rồi. Cái cô này không hề biết là chồng của dì nữ đã có vợ rồi. Tới lúc đó bà nữ bà không có kìm nổi nữa, bà mới hỏi mày ở đâu, tại sao tới đây mày kiếm chồng tao? Tao nghe người ta đồn nhiều lắm mà đúng không? Mày cặp kè chồng tao đúng không? Cái cô gái kia thì cũng không có vừa, cho nên là hai người mới cãi lộn với nhau. Rồi sâu xé mà, giọng thứ vợ với bộ nhí thì đâu có kìm được đâu. Bởi vậy hả là chửi lộn, đánh lộn luôn. Lúc đó ông Sơn mới về. Ông về ông ca ngăn ra, mà ông toàn là binh cái con nhỏ bộ nhí của ông không à. Ông đẩy vợ của ông ra vậy nè. Ông càng làm như vậy thì dì nữ bà càng tức hơn nữa. Bà nghĩ trong bụng tại sao mà ông binh nó, ông không binh mình, trong khi nó là bồ nhí mà. Tức quá bà mới nhào lại tới. Ông ôm con nhỏ này, ông vô tình ông dung cái tay làm sao ông đá bà, ngã lăn cù cù xuống đất thì chắc chắn là đâu còn giữ được cái tay. Té ngửa xuống đất xong rồi thì vẫn chưa có hề hấn gì hết trơn nha. Mặc dầu cái bụng của mình cũng rất là đau rồi, nhưng đang rất tức. Thành ra là dì nữ bà cầm cái cây roi mây á, bà mới đuổi theo hai đứa này. Tại vì con nhỏ đó nó chạy ra ngoài rồi, bà đuổi theo làm sao mà ra tới cái bờ sông. Chỗ này cũng vắng dữ lắm. Ổng đã ra tay, ổng cầm cái cây roi mây, ổng bẻ làm sao mà ổng siết ngay chân cái này của cổ gì đây nè. Bà nữ bà thở đâu có nổi, thành ra là bà tắt thở luôn ngay tại cái bờ sông đó. Tới lúc mà ổng bình tĩnh lại đó thì ổng đã biết vợ mình nó chết rồi. Bây giờ tính sao? Ổng mới kêu con nhỏ đó bây giờ đi về đi, đừng có ở đây nữa, để ổng tính. Ổng ở đó, ổng canh đừng có cho ai qua lỡ hết trơn á. Để mà tới tối á, ổng mới phi tan cái cơ thể của vợ mình bằng cách là ổng lấy cây búa, ổng mới chặt 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 cả từng phần để mà dễ phi tan. Ổng biết bây giờ thế nào cũng sẽ có người phát hiện thôi, cho nên nhanh chóng phi tan xong rồi ha,
về nhà gom hết ba cái dạng cưới này nọ của hai vợ chồng đó, lẫm hết rồi bỏ trốn, chạy qua tới bên biên giới Việt Nam với Campuchia đó, qua tới đó để mà trốn bển. Khi mà ổng tới ổng đầu thú thì ổng nói cái chuỗi ngày đó không có ngày nào mà ổng sống yên ổn hết trơn, đêm nào cũng thấy vợ con mình về nó đòi mạng hết trơn á. Hai đứa nhỏ con mà ổng chưa kịp thấy mặt nằm trong bụng nó chết rồi. Rồi con vợ của mình á thì thấy là không có cái đầu, tại ổng chặt lìa ngay cái đầu mà. Về cứ lôi lôi kéo kéo rủ đi bắt đi hoài luôn, ổng chịu đâu có nổi đâu. Sử dụng một cái số tiền còn lại, cho nên là ba cái tiền ba cái vàng đó mới đi kiếm thầy, coi có ông thầy nào giỏi nhất hay nhất về trấn hồn của mấy mẹ con nó lại, đừng có cho nó phá mình nữa. Mấy ổng cũng cho bùa, dán tùm lum đủ thứ khắp cái chỗ mà ổng đang ở đó. Cứ hễ mà dán xong rồi, ngủ thức dậy là thấy ba cái lá bùa bị gỡ xuống hết, giống như là có ai dò lại rồi đốt á, nó cháy rụi hết trơn. Mà nói thiệt, bây giờ á không có cần phải hiện ra nhát ổng kéo ổng đi đâu, chỉ cần ổng sợ trong cái tâm can của ổng thôi, ổng ám ảnh cái lúc mà ổng hành vợ của ổng đó, thì ổng cũng tự động đầu thú thôi à, không thể nào chịu nổi. Khi mà ổng đầu thú thì nghe dì nụ nói lại là ổng bị kết án chung thân chứ không có tử hình. Còn riêng cái nhà đó là do nhà nước người ta xử lý, tại vì á cái vợ chồng của ông Tý này không dám ở nữa rồi, chứ đâu còn ai tiếp quản cái nhà đó nữa. Đầu thú thì đầu thú, nhưng mà riêng cái nhà vẫn là một cái nỗi ám ảnh với lại mấy cái nhà vòng vòng trong xóm này. Ai cũng nghĩ cái nhà này là có quỷ có ma rồi, hồn của con nữ đó, đâu có dám đi tới nữa. Nhưng mà sau khi mà ổng đầu thú đó, tầm khoảng năm sau, đây cũng như là cái lần cuối cùng mà dì nữ còn thấy dì nữ trong mơ. Lần này thấy chị nữ bả về á làm, bả cũng đứng trước cửa, nhưng cái đầu của bả đã được nối vô rồi nha. Cơ thể của bả lành lặn, giống như người bình thường vậy đó, chỉ là cái mặt của bả hơi tái tái thôi, chứ không phải là cái đầu nó lìa ra nữa. Hai đứa nhỏ con á cũng đi đứng như bình thường, không có còn đu đeo nữa. Giống như ba mẹ con này đã chuẩn bị được đi đầu thai hay sau đó thì dì chỉ cảm giác được vậy thôi nha. Đứng rồi cái dì mới thấy là chị nữ bả cười với dì, cười nhẹ cái rồi mất tiêu à. Kể từ đó cho tới sau này khi mà dì nụ lớn tuổi, dì nụ cũng không thấy ba mẹ con của dì nữ về nữa, chắc là cũng đi rồi đó. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.